Anh ơi, em có đọc trên mạng thì có một số anh em tư vấn đó là mình không nên tưới nấm vào cổ miệng, đúng hay sai? Cái này là cái vấn đề rất là quan trọng về cái việc tưới nấm này. Vậy thì cái câu trả lời đúng hay sai như thế này thì bây giờ mình sẽ giải thích. Rồi, xin chào cả nhà nha. Bây giờ mình đang thu hoạch nấm tú cầu. Ở những video trước thì mình có chia sẻ với anh em rồi, vì cái tên nấm tú cầu này, thực tế thì nó là nấm thái xám hay là sò thái gì đó, chung cũng có khá là nhiều cái tên mà mình thấy nó đẹp này, và có con người đã đặt tên nó thì mình thấy nó hay thì mình cứ gọi nó là tú cầu nha. Tùy anh em, mình cứ đặt cái tên cho nó dễ nhớ và thông dụng. Thì cái này thì mình không bàn cãi cái vấn đề này đâu, cũng không có phân tích gì nhiều. Đây, nó sẽ ra như thế này. Rồi, hôm nay thì cái video này mình sẽ giải thích cho anh em về cái cách tưới. Mình đã chia sẻ cách tưới rất là nhiều mà đến bây giờ có một số anh em có thể là không xem những cái video trước và có hỏi nắm một điều khá là hay. Đó là: anh ơi, em có đọc trên mạng thì có một số anh em tư vấn đó là mình không nên tưới nấm vào cổ miệng, đúng hay sai? Cái này là cái vấn đề rất là quan trọng về cái việc tưới nấm này. Vậy thì cái câu trả lời đúng hay sai như thế này thì bây giờ mình sẽ giải thích. Việc đầu tiên anh em lưu ý, nếu không tưới vào cổ miệng thì mình tin chắc phương pháp đó là sai. Nói thẳng luôn là sai nha. Ai mà cứ kêu mà cái phôi tôi mà cứ tưới sau đít thì sai, khẳng định chuyện nắm nói sai nha. Vì anh em cứ lưu ý rằng mọi sự sống trên trái đất này đều cần nước hết. Vậy thì nếu như mà mình không tiếp nước cho nó thì cái khi mình thu hoạch một hai đợt đầu, mình chấp nhận không tưới vào cổ miệng một hai đợt đầu, ok, nắm ra được. Nhưng đến lứa thứ ba thứ tư thì nước ở trong bịch phôi này, từ ban đầu làm phôi thì đã có nước sẵn trong này, đã có dinh dưỡng, đã đầy đủ trong này hết rồi. Thì một hai lứa đầu nước ở trong bịch phôi này nó đủ cung cấp để nuôi nấm này. Mà anh em nhớ là cái nấm nó cần nước rất là nhiều, độ ẩm và lượng nước rất là cao. Vậy thì nếu như mình tưới đít một hai lứa đầu mình chấp nhận được, nhưng mà lứa thứ ba trở lên, anh em cho dù tưới đít, có tưới nguyên một ngày á, thì cái nấm này không bao giờ nó đủ nước để nó phát triển. Anh em lưu ý, không đủ nước vì nó cần nước rất là nhiều. Vậy thì anh em nên tiếp nước cho nó. Nếu không có nước thì cái nấm này nó không phát triển, nó cằn cỗi, nó nhìn nó sao sao á. Nếu đối với dòng đây là dòng tú cầu thì mình không nói làm gì. Và bạo ngữ xám thì nó cũng như vậy thôi. Đó là nó nhìn nó ra nó èo uột, nó khô. Lứa 1 2 thì đủ nước. Vậy thì cái cách tưới của mình cũng có chia sẻ rất là nhiều, đó là anh em nên tưới nhưng không phải là lúc nào cũng tưới, mà mình tưới đúng thời điểm. Người ta nói là đúng lúc, đúng thời điểm thì nó sẽ phát triển, chứ không phải là lúc nào cũng tưới. Trong cái quá trình mà thu một hai lứa đầu anh em không tưới vào cổ miệng thì được, đủ nước nuôi, nhưng mà lứa thứ ba trở lên mình cần nên tiếp nước cho nó với một lượng ít. Lứa thứ tư sẽ nhiều hơn và càng ngày càng về sau càng nhiều hơn. Nếu không có tiếp nước cho nó, cái bịch phôi này này, ở trong này nó nuôi hết một hai lứa rồi, nó khô, nó mềm, nó nhẹ mà anh em thấy thu mỗi lần nó nhẹ, thì nước ở đâu nó nuôi? Mình cứ hỏi một câu tốt lại là nước ở đâu nó nuôi? Nếu không có nước sao nó nuôi? Anh em thấy thấy rõ cái vấn đề này không? Còn tưới tiếp nước thì nó phải đúng lúc, đúng thời điểm thì đúng như thế này. Ví dụ mình thu hoạch xong thì mình đâu có nên tưới,
Lúc đó cần phải để khô ráo, trải thoáng mát. Cứ đậy nắp bình thường, rút nắp ra. Rút nắp ra cũng đừng tưới, nên để sáng rút nắp, chiều hãy tưới, ngày đầu tiên tưới một lần thôi. Rồi mình cứ tưới bình thường, tưới ở trên, tưới xuống, tưới mặt. Và lúc này là không nên tưới vô cổ, và từ từ để tưới vô cổ đã. Bắt đầu khi mà cái nấm nó hình thành cái quả thể mini, quả thể nho nhỏ, người ta gọi là đinh kim. Nó sẽ nhỏ như thế này nè, đây nè. Đó. Hoặc là nhỏ hơn này thôi. Như cỡ này thì tưới tiếp nó hơi muộn rồi. Nhỏ hơn nữa, nó mới có vừa nhú nhú sơ sơ đó. Nếu anh em làm lâu năm rồi, chỉ cần nhìn sơ qua là biết nó nhú li ti hạt gạo rồi. Lúc này ta tiếp nước. Đây, cái bình nước này. Cứ tiếp thẳng vào miệng nó đi. Tức sơ đi. Nếu lứa đầu lứa hai á, thì mình cũng nên tiếp. Nó nhú ra mình cứ lên. Lấy cái bình mình lướt nhẹ vô cái cổ nó. Để một phần là cái nấm này nó hút được nước. Vì nấm là cần nước rất nhiều, nó hút được nước. Việc thứ hai, nó sẽ có một lượng hút vào bịch phôi này. Nó sẽ hút vào bịch phôi để nó giữ được cái lượng nước trong này ổn định. Còn tưới, anh em nói tưới như thế thì nó hư cái đầu. Ủa sao chuyện nấm giới thiệu rất nhiều đối với anh em là mình tưới rất là nhiều, sao bịch phôi của mình cũng không bao giờ nó nhũng đầu hay sao? Có một số anh em vẫn nói là ủa anh nấm sao em thấy anh giới thiệu cái cách tưới như thế mà cái bịch phôi anh rất là trắng, rất là đẹp. Có khi nó nặng nữa, vì nó đủ cái lượng nước nó duy trì thì cái năng suất nó sẽ ổn hơn, nó tốt hơn. Thậm chí mình làm cái bịch phôi như này, mình tưới như thế, mình tiếp nước như thế, nhưng mà cũng có nhiều lúc không đạt nổi 200g đối với dòng bào người xám. Còn cái tú cầu này mình đang thử nghiệm lứa đài lứa thứ hai rồi, nhưng mà mình đang ở đây không có bào người xám, mình tận dụng cái tú cầu này để mình hướng dẫn anh em luôn về cái cách cũng giống như bào người xám. Thì mình cứ tiếp cho nó đi. Ví dụ như lứa 1, lứa 2 như cái tưới đích là ok. Lứa thứ 3 là nó nhú đinh ghim, mình tưới cho nó một lần nhẹ. Một lần thôi, vì lứa thứ 3 nước trong bịch phôi nó vẫn còn. Lứa thứ 4 nó sẽ càng khô hơn nữa, cái bịch phôi nó càng nhẹ hơn nữa. Thì mình nên tiếp 2 lần. Lứa thứ 5 mình nên tiếp 3 lần. Tiếp để một ít nó nuôi nấm và một ít nó nằm trong bịch phôi. Còn để giảm cái tình trạng vì sao tưới hư đầu thì mình cũng có hướng dẫn rồi. Anh em nên để cái bịch phôi chắc sao trên vàng, chúi đầu xuống đi. Mình đã hướng dẫn rất là nhiều. Chúi cái đầu xuống. Nó đã chúi nhẹ xuống như thế này rồi thì mình có tưới cỡ nào cũng được. Cứ thoải mái vô, cứ xịt vô nó ói ra, xịt vô nó ói ra. Nó đừng có để mà nó chắc cái bịch phôi mà nó động như thế này là tưới nó động nguyên một vũng nước ra này là nó thúi là đúng rồi. Và cái đầu nó giữ nước hoài là nó thúi nguyên cái đầu. Không? Nên chắc chúi. Rồi, vậy còn một số anh em kêu anh ơi bây giờ em lỡ em làm cái kẻ nó hơi đứng lên mất rồi, bây giờ làm sao? Thì cũng được, bây giờ như này, đứng lên. Thì mình vẫn áp dụng cái phương pháp tưới đích như anh em tham khảo ở trên mạng. Rồi cái khi mà tưới tiếp nước, thay vì như mà mình hướng dẫn cho anh em dễ tưới là mình không có độ được thì mình cứ xịt thoải mái, mình xịt thẳng vô cổ thoải mái, bóp vào luôn. Đó, bóp mạnh vô cổ đi. Mà lỡ bây giờ mình làm cái kẻ nó đứng lên một tí xíu rồi thì mình vẫn tiếp nước. Nhưng mà anh em tiếp như thế này nè, tưới vẫn tưới đích như bình thường, hoặc là tưới ở trước mặt ở trên xuống như bình thường. Nhưng khi mà nó ra nấm á, mình lấy cái bình mà phun thuốc á, cái bình mà anh em phun thuốc mịn, xương cực mịn, mình lướt thôi, mình bóp sạc là mình đi qua liền. Nó đây là nó lớn quá, bóp lướt qua, hay người ta gọi giống như là đi phun thuốc sâu á, nước nhẹ là nó đâu có cái lượng nước bao nhiêu đâu, để nó đậm nó ít thôi đó. Còn lại mà lỡ mà chúi đầu thì anh em vẫn tưới trước mặt nó. Còn khi nó ra nấm mà nó lấp cái cổ miệng này rồi nè, là lúc đó tưới thoải mái. Vì nó lấp cái cổ miệng này mình chỉ tưới là cái nấm nó hút thôi. Ráng cố gắng, nếu mà chúi đầu thì nên như thế này nè. Nó lấp cái cổ miệng như này thì lúc đó tưới thoải mái. Không sao, thì nó không có động nữa đâu. Còn cái những mà cái chưa lấp cái cổ miệng á, nó sẽ có một cái khoảng không gian để nó đậu. Rồi, vậy thì khẳng định một câu cuối cùng đó là nên tưới vào cổ, nên tưới thoải mái đi. Càng nước càng nhiều càng tốt. Nếu thôi mình chắc chúi đầu, ngửa thì tưới xương. Còn anh em nào mà tưới đích từ A đến Z nha, từ lứa đầu đến lứa thứ 5, thứ 7 nha, mình tin chắc là cái lô phôi đó không thu được bao nhiêu á. Vì mình tưới cỡ này mà nhiều lúc mà nó chưa tới được 200g. Vào người xám, mùa mưa mát mẻ, độ ẩm cao thì may ra được 250. Có lúc đạt lắm thì nó lên được 300g. Đó.
Vậy là cái video này mình đã chia sẻ này, có nên hay không thì theo mình là rất rất nên đó. Rồi còn bỏ anh em mà dùng cái phương pháp mà kêu mà đây nhú sơ sơ này, anh em mà kêu dùng cái phương pháp mà tưới sau đít tới mà từ lửa đầu lửa đuôi nha, mình khẳng định cái trại đó không phải từ lỗ đó bị thương thôi, chứ không có cái vụ mà để mà kiếm mà lời đâu. Mà trong nấm này đặc biệt anh em thấy không, nó đâu có lời bao nhiêu đâu, chủ yếu là lấy trên cái số lượng lớn, một bịch phôi trồng xong thu hoạch hết bán được cái giá tầm cỡ 30 đến 35, đối với dòng bào nguyên xám nha, mình không nói tôi cầu, thì mà anh em chỉ lời trồng tầm 1.000 đến 1.500 một bịch phôi là mình mừng lắm rồi. Nên mình phải lấy số lượng nhiều, trồng 10.000 phôi thì mình lời được 15 triệu 20 triệu, lúc nào mà được mù lắm, gọi là trúng gió, quên trúng số, kiểu như gọi là trúng số thì may ra nó được 250-300 gram thì anh em này lời hơn tí được 2.500, đừng có nói một lời một nha, ở đây không có một lời một đâu. Rồi đó là cái cách mình hướng dẫn cho anh em, và khẳng định một lần nữa anh em lưu ý cái video này nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái video này, xin chào và hẹn gặp lại. Và nắm mong anh em để lại comment để cho anh em hiểu rõ hơn, cũng như là góp ý thêm cho mình đó, và cái những cái kinh nghiệm mà mình đã làm bao nhiêu năm nay rồi mình đã chia sẻ thực tế với anh em nha. Còn anh em mà xem video này kêu chuyện nấm nói xạo thì mình không nói xạo đâu. Anh em nhìn thấy cái xưởng của nấm không? Và anh em đã theo dõi rất là nhiều xưởng của nấm như thế này, một ngày sản xuất như thế này, và những cái kinh nghiệm kỹ thuật của mình chia sẻ thì hoàn toàn chính xác, không có sai, không có lơ mơ ở này nữa. Đó, mình sản xuất như thế này, mình sản xuất mình chuyên là bán phôi, hay là phôi bạn nguyên sáng. Rồi dạo quanh một vòng cái xưởng cho anh em hiểu rõ hơn. Đó, công nhân thì đóng làm hàng ngày như này. Như thế này không phải ít đâu. Rồi cảm ơn cả nhà.